Hello mọi người, hôm nay mình có dịp kéo lịch và mình mua được những em này. Những em này không hoàn toàn mới, nhưng bởi vì mình không có bất kỳ mùi hương cũ nên tất cả là mới đối với mình. Sự thiết kế mới lạ lần này nhìn kiểu quý cô rất sang. Mặc dù mình không thích hoa nhưng mà mình thích cái vỏ với cái nắp màu đen này quá trời quá đất. Đây được cho là phiên bản mới của latte hoa hồng, nhưng mà mình không có mùi hương đó nên không thể so sánh hai loại này. Đầu tiên mình cảm nhận có mùi hương hoa hồng mạnh mẽ, có mùi như mùi cánh hoa hồng mới cắt. Mình cảm nhận có mùi cà phê cũng được trộn vào trong nhưng mình không thấy nó quá rõ. Sau đó bắt đầu có nhiều vị ngọt hơn. Tổng thể em nó là một mùi hương hoa hồng rất ngọt ngào với một chút cà phê. Mình nghĩ là mình thích mùi này nên cũng mua chỉnh thể của em này luôn. Khi lần đầu xịt nó có mùi rất hoa và nó hơi quá đối với mình. Nó có ghi là có gừng nhưng mà mình không có cảm nhận quá rõ. Nói chung mùi hương này cũng khá ổn, nhưng mình không nghĩ rằng đây là một mùi hương phù hợp với mình. Mùi dâu đen có vẻ ngon ngọt, một lượng ngọt vừa phải và mùi bưởi hồng không quá chua. Mùi hương nhà rất ít, mình cảm nhận như mùi trái cây đã lấn át, vì vậy mình khá thích em nó. Tiếp theo cũng là một bộ sưu tập gồm 5 mùi hương cũ. Mình thích vỏ ngoài của bộ sưu tập lần này nhìn kiểu tươi sáng, nó bao gồm 5 màu đỏ, cam, xanh lá, xanh dương và tím. Mà mình chỉ muốn có 4 em thôi. Như cái tên em này rất là ngọt, mùi caramel lấn át mùi dừa. Nói chung em này như một loại kem vô cùng ngọt, có một chút mùi trái cây. Mình cũng có mua dưỡng thể của em này. Mình đã thấy em này nhiều lần rồi nhưng mà mình không mua, mình nghĩ mình không thích. Nhưng khi thử mùi thì mình khá là thích, mùi khá tươi mát. Ai thích mùi hoa quả mát lạnh ta sẽ thích cái này. Mùi hương chính là mùi dưa lưới và dưa leo. Mùi mâm xôi tươi mát một chút xíu ngọt, mình không cảm nhận được mùi dâu. Nó có vẻ không đặc biệt nhiều đối với mình. Mở đầu bằng một mùi hương ngọt, hơi chua chua, có thoang thoảng mùi táo. Nhìn chung nó có mùi trái cây chung chung ngọt ngào, mềm mại và rất là nhiều mùi lê. Và cuối cùng là một em chó để bọc chai nước rửa tay như này nè. Em nó còn có đèn nữa mà siêu siêu thích.